Chính hôm đó má tôi đã gặp tai nạn và qua đời. Anh vừa làm anh chưa? Sếp đúng là anh Minh nha. Cái chuyện mà má của cô An bị mấy người lạ xông vô đánh ghe ở Củ Chi á, mấy năm trước á, chắc cũng vì lý do này hả sếp? Bịa đặt. Nếu như bịa đặt thì tại sao con có cái cơ ngơi như vậy? Bịa đặt mà vợ người ta xuống nhà kia kìa, quậy sầm ở dưới kìa. Trời ơi, làng xóm người ta cười vô mặt tao xấu hổ muốn chết luôn vậy. Sếp thấy em nói đúng không sếp? Cậu theo tôi bao nhiêu lâu rồi, nhưng mà phải nói cái vụ lần đó trợ lý cũ lại làm mạnh tay đến như vậy. À, nhưng mà không ngờ sau chuyện đó của ta lại không nghĩ gì. Trận đó anh cũng tốn khá nhiều. Thì ra chuyện đó là do anh làm. Cô nói gì tôi không hiểu. Những người làm sai lúc nào cũng không bao giờ biết mình sai ở đâu. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao cách đây 2 năm mà má tôi lại đến gặp tôi với cảm giác giận dữ như vậy. Anh có biết hậu quả của anh gây ra là cái gì hay không? Hả? Hả? Đó chính là cơ hội cuối cùng có thể cứu vãn được mối quan hệ giữa tôi và má tôi. Và chính hôm đó má tôi đã gặp tai nạn và qua đời. Anh vừa làm anh chưa? Đáng lẽ là tôi phải cảm ơn anh vì hồng phước của anh mà tôi đã phải bán mạng cho công việc để tôi không cảm thấy cô độc trong chính gia đình của mình. Cảm ơn anh.